Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu. Để. Trung. Tính. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Bá Ngư mười lần thăm nơi. Bộ phim này cải biên dựa trên Hậu Hán thư Đệ Ngũ Luân truyện. Đệ Ngũ Luân, tự Bá Ngư, là viên quan có tiếng thời nhà Hán. Thường ngày tự kiểm điểm bản thân, yêu cầu đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Đối với huynh trưởng tương thân tương ái, không hài lòng. Con trai huynh trưởng bệnh nặng, một đêm tới thăm nơm 10 lần. Leo núi thôi. Thành Nhi, Khánh Nhi à, cẩn thận đó. Vâng à. Đại ca, nhìn cảnh vật ở Trùng Dương này thật là đẹp không sao tả xiết. Đúng vậy, mỗi khi gặp lễ Tết lại càng nhớ người thân. Đại ca toàn bận rộn làm kinh doanh bên ngoài, một năm rồi vẫn chưa có về nhà. Quynh ơi, tại vì sao ở trên đầu phải cắm một cái cỏ vậy? Đây không phải là cỏ, là thù du. Tết Trùng Dương leo núi, cắm thù du là tượng trưng cho phong tục đoàn viên. Ồ. Đại ca, nhìn hai đứa trẻ này làm đệ nhớ tới khi chúng ta còn nhỏ. Cha, tại sao mẹ không đoàn viên với chúng ta? Nhà ngoại của bá phụ có chút việc nên mẹ con phải cùng bá mẫu về đó giúp đỡ. Phải rất lâu sau mới quay về. Nhị đệ à, lần này làm phiền đệ rồi. Đại ca, huynh đệ chúng ta trước giờ không uống rượu, hôm nay phải cạn một ly mới được. Cha ơi, thúc phụ ơi, chúng ta cùng chơi trốn tìm đi. Nhị đệ à, chủ ý này không tồi chứ. Đều trốn hết rồi chứ. Thành Nhi, Khanh Nhi. Con trai à, mau đi tránh mưa thôi. Đại ca, Thành Nhi không sao chứ? Không sao. Có nhìn thấy Khanh Nhi không? Khanh Nhi à, chết rồi. Khi nãy vừa chớp mắt thì không biết đã trốn ở đâu mất rồi, không tìm thấy sao? Khanh Nhi. Xin lỗi. Khanh Nhi, Khanh Nhi à. Đại ca, Thành Nhi. Đại ca, Thành Nhi à. Đại ca, Quynh về rồi à? Đúng vậy, Quynh sợ Thành Nhi bị cảm lạnh nên bế nó về trước. Bá phụ, cha con đi tìm hai người rất lâu, rất lo lắng đó. À, không có đâu đại ca, sau đó cũng đoán là hai người về nhà trước rồi. Sau khi tạnh mưa, để lại mang theo Khanh Nhi tới chỗ khác chơi. Đại ca, nếu như Quynh và Thành Nhi không có việc gì, vì để về trước đây. À, được.
Thành Nhi, con phát sốt rồi. Ai vậy? Là nha dịch, có một phong thư khẩn cấp của ngài. Thành Nhi, Nhi đệ, đại ca gọi đệ tới là muốn nhờ đệ giúp chăm sóc cho Thành Nhi. Đại ca sợ là không thể quay về. Cái gì? Chuyện làm ăn lớn mà đại ca vừa nhận được, không ngờ đều là bạc giả. Đại ca phải ngay lập tức khởi hành đi nơi khác. Thành Nhi đều nhờ vào đệ đó. Đại ca yên tâm, chỉ tiếc là nơi phát sinh sự việc không thuộc khu vực quản lý của đệ. Nhưng mà đệ sẽ ngay lập tức báo cho quan ở nơi đó triệt để tra xét vụ này. Cha ơi, sao cha lại ngủ dưới đất? Huynh con bệnh vẫn chưa khỏi, sao cha yên tâm mà về phòng ngủ được? Nhưng mà cha vẫn phải nghĩ cách nào. Trong đêm luôn luôn bản thân tỉnh táo. Khanh Nhi à, giúp cha nghĩ xem có thứ gì có thể kêu lên được không? Ồ, cái này. Ấm nước à? Xem ra cách này rất là nguy hiểm. Vì sao vậy cha? Than bị dính nước thì dễ gây ra ngộ độc khí than. Hả? Giờ tí đã tới. Mỗi một tiếng đồng hồ tính một lần. Mỗi một tiếng đồng hồ tính một lần. Sợ, sợ, sợ quá. Đại thủy quái, đại ma quỷ. Không sao đâu Thành Nhi, không sao đâu Thành Nhi à. Có thúc phụ ở đây, thúc phụ bảo vệ con. Thành Nhi ngoan. Nếu như phong hàn của Thạch Nhi nặng thêm thì ta có lỗi với đại ca. Thành Nhi à, Thành Nhi, bệnh của con nhất định không được nặng thêm đó. Bệnh cứ quên khỏe rồi. Đại ca quên về rồi à? Mau tới xem, Thành Nhi khỏe nhiều rồi. Cha ơi, con không cảm thấy khó chịu nữa rồi. Nhị đệ, đệ vất vả rồi. Nhìn mắt đệ đỏ như vậy nhất định là cả đêm không có ngủ ngon. Đại ca, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, đây có tính là gì chứ? Đại ca, đại ca, huynh làm sao vậy? Đừng nhắc nữa, vụ làm ăn hỏng hết rồi, huynh còn nợ rất nhiều tiền. Vụ án này bạn của đệ đang tra xét, huynh không yên tâm Thành Nhi nên cả đêm quay về đây.
Đại ca, Tình Nhi khỏi rồi, cũng xem như là Quynh bất lo một chuyện. Dù án của Quynh nhất định sẽ tra ra thôi mà. Quynh yên tâm đi. Chị đệ. Đại nhân à, đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gì? Lại là ngân lượng giả. Rất nhiều nhà buôn đều gặp nạn, bá tánh oán than khắp nơi. Không lẽ là vụ án giống như vụ án của đại ca sao? Đại ca yên tâm, đệ sẽ liên lạc với bằng hữu của đệ, nhất định tra ra vụ án này rõ ràng. Vì đệ vất vả rồi, vì Khanh Nhi, đệ cứ yên tâm. Cha bảo trọng. Tạm biệt đại ca. Tắm rửa thật thoải mái. Cha ơi, ngủ cùng con đi. Thành Nhi, con là ca ca, huynh đệ yêu thương cung kính nhau nên nhường cho đệ đệ. Bá phụ, tới ngủ cùng huynh ấy đi. Con có thể ngủ một mình. Từ nhỏ con đã ngủ một mình rồi. Ồ, Khanh Nhi dũng cảm như vậy à? Dân. Không lẽ là đại ca, nhị đệ. Đại ca, vụ án có chút tiến triển rồi, để đặc biệt ghé về để lấy chứng cứ từ huynh. Lấy chứng cứ sao? Được, không vấn đề gì. Chúng ta đi thư phòng thương lượng xem. Khanh Nhi, sao giờ này vẫn còn ngủ vậy? Dì đệ à, đừng làm phiền con trẻ nữa. Đệ không phải đang ngủ, đệ ấy bị bệnh rồi. Dì đệ, đại ca, xin lỗi đệ, đây là do Quynh lơ là sơ suất. Đại ca, sao Quynh lại có thể như vậy? Nhị đệ, Quynh đã mời đại phu rồi. Khanh Nhi đã không còn việc gì. Đại ca, đệ tin là Khanh Nhi sẽ khỏi. Nhưng mà đệ không hiểu tại sao Quynh lại giấu đệ. Quynh sợ đệ lo lắng. Nhưng mà như vậy đệ lại càng lo lắng hơn. Đại nhân, ngày mai quay trở về xem. Vụ án càng ngày càng phức tạp hơn, lại phát hiện một lô ngân lượng giả. Cái gì? Nhị đệ, đừng làm lỡ việc công. Nếu như đệ còn tin tưởng Quynh. Khanh Nhi, đại nhân, đêm khuya rồi, cũng bận rộn cả ngày vì vụ án rồi. Ngày sớm nghỉ ngơi đi. Ta làm sao mà ngủ được chứ. Đại nhân, ngài đang lo lắng cho tiểu công tử sao? Thuộc hạ sẽ quay về để xem tình hình như thế nào. Thôi không cần đâu, đêm đã khuya rồi, ở đây lại là ngoại thành, đường xá xa xôi, ngươi cũng bận rộn cả ngày rồi. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi sớm đi, đợi tin tức của thuộc hạ. Đệ không phải đang ngủ, đệ ấy bệnh rồi. Bệnh rồi.
Đệ không hiểu vì sao huynh lại giấu đệ. Huynh sợ đệ lo lắng, thế nên huynh mới không nói cho đệ biết. Thế nhưng như vậy đệ sẽ lo lắng hơn. Huynh không nên giấu đệ. Nhị đệ, huynh đại ca, huynh thật là hồ đồ, thật là khiến đệ bực mình. Khanh nhi của cha, con chỉ mới có 3 tuổi. Chúc mừng đại nhân, tiểu công tử đã khỏe rồi, chỉ cần điều dưỡng là được. Sao đầu của ta lại đau như vậy? Chắc là do hôm qua ngài lo lắng cho tiểu công tử nên căng thẳng. Đúng rồi, nhớ cái đêm mà Thành Nhi bệnh, trong lòng mình cũng không hề căng thẳng như vậy. Đúng rồi, Thành Nhi bệnh, mình cũng chưa hề lo lắng như vậy. Mặc dù một đêm tới lui 10 lần, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tâm lại không đau. Không lẽ mình có tư tâm phân biệt đối xử giữa con mình và con của đại ca sao? Người minh bạch thì phải quán xét bản thân, chứ không phải quán xét người khác. Mình có tư cách gì mà trách đại ca chứ? Đi thôi, chúng ta đi tra xét vụ án ngay bây giờ. Đại ca, vụ án làm được rõ rồi. Đại ca, huynh thế này, thúc phụ, gia đình con phải bán nhà trả nợ đó. Nhị đệ, mau đi thăm Khanh Nhi đi. Khanh Nhi khỏe rồi. Không đại ca. Đại ca, đều là đệ không tốt. Hôm đó đệ không nên trách huynh. Nhị đệ, đệ nói như vậy thì huynh còn mặt mũi nào chứ? Rõ ràng là quả lớn do đại ca gây ra, thiếu chút nữa là không thể giảng hồi. Huynh không có mặt mũi nào gặp đệ nữa. Đại ca, phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, xét thấy đệ ngũ luân bỏ việc tự lo việc công, công lao tra xét ra vụ án lớn vì ngân lượng giả, thân chức làm tư không, trong 5 ngày lên kinh nhậm chức, không thử. Đại nhân, thánh chỉ này tại hạ không dám tiếp nhận. Nhị đệ, đệ điên rồi sao? Đó là kháng chỉ. Đại nhân đệ ngủ, ngài như vậy là có ý gì? Ngày trước giờ luôn chí công vô tư, có tiếng trong triều đình và dân gian, bá tánh kính yêu, chức vụ tư không này hoàn toàn là xứng đáng mà. Đại nhân, nếu như tại hạ nhập chức tư không là khi quân phạm thượng, mưu cầu danh lợi, coi thường hoàng ân. Cái gì? Đại nhân, trước giờ thánh thượng đều là tuyển chọn hiền tài như vào hiếu liêm, tại hạ được thăng chức tư không đó là do bá tánh và quan lại đồng liêu ban cho tiếng thơm chí công vô tư. Thế nhưng tại hạ thật hổ thẹn với người đời. Con trai của đại ca sanh bệnh, mặc dù một đêm tới lui thăm đó 10 lần, nhưng khi nằm xuống thì ngủ rất an nhiên. Nhưng khi con trai mình bệnh thì mặc dù không có thời gian đi thăm, nhưng cả đêm khó ngủ. Nỗi đau trong lòng đó vượt xa nỗi đau về thể xác. Nếu nói như vậy thì tại hạ làm sao có thể nói không có tư tâm chứ? Tại hạ hổ thẹn với chức tư không, hổ thẹn với tình huynh đệ sâu đậm. Tại hạ thà là kháng chỉ cũng không thể bỏ rơi đại ca. Dọc lúc huynh ấy đang thất bại như thế này, bản thân một mình mà hưởng thụ dễ dàng. Đại ca, xin huynh tha lỗi cho thái độ của đệ ngày đó. Đệ không nên chỉ vì quan tâm Khanh Nhi mà oán hận huynh. Nhị đệ, người phải cầu xin tha thứ là huynh. Tết trùng dương trời mưa, và sau đó để đem Khanh Nhi nhờ ta chăm sóc, huynh đều chỉ nghĩ tới con trai của mình. Là do huynh lòng dạ hẹp hòi, là huynh đã phụ tấm lòng của đệ rồi. Huynh ơi, sao đệ đệ mãi mãi không xa rời huynh? Đệ đệ, chúng ta mãi mãi không giờ cãi nhau. Tình cảm huynh đệ sâu đậm của Bá Ngư khiến cho triều đình cũng vì thế mà cảm động, cuối cùng đặt cách cho Bá Ngư tạm hoãn nhậm chức.
Bá Ngư chăm sóc Thành Nhi như con trai của mình, cuối cùng cũng khiến gia nghiệp của đại ca hưng thịnh trở lại. Lại là một ngày Tết Trung Dương nữa. Nghịch mưa thôi, nghịch mưa thôi. Người minh bạch thì phải quán xét bản thân chứ không phải quán xét người khác. Sự tư tâm của Bá Ngư là phương pháp quán xét khắc chế bản thân như thế nào. Người đời đối đãi với huynh đệ tỉ muội, người thân bạn bè so sánh với Bá Ngư lại có lúc nào, có điểm nào không có tư tâm chứ? Tự sửa mình rồi hãy dạy người. Chúng ta đều giống như Bá Ngư, tự mình phản tỉnh, tự mình trách cứ thì sẽ tránh được rất nhiều va chạm và mâu thuẫn, lại có được bao nhiêu là chân tình. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.